Còn chị Lan thì cũng chứ hơn mình có khoảng 4 tuổi thôi chứ nhiêu đâu. Dạ. Sao đóng vai mẹ con được? Lần đầu tiên ba anh em gặp nhau là gặp với chị Lan, anh Đông và Chun. Ủa mày là con khác quá kiểu vậy. Ủa anh là ba em sao? Hồi sáng nay khi mà Huy có gặp chị Ngọc Lan thì khi mà hỏi về các diễn viên của bộ phim thì chị Lan có một cái lời khen rất là lớn dành cho Ngân cũng như là dành cho Jun. Tại vì Huy có hỏi về Ngân và Jun thì chị Lan có nói là chị rất là bất ngờ khi mà đóng chung với lại Jun. Mặc dù ở ngoài thì hai đứa cũng hơi xem tuổi, nhưng mà lên phim mình làm mẹ của nó mình cũng làm ra, mà nó cũng làm con mình cũng ra. Điều đó có nghĩa là Jun cũng hóa thân rất là tốt trong cái vai diễn lần này. Mình thấy rất là rõ cái sự ngỗ nghịch của một đứa con trai trong một cái gia đình xã hội anh chị như vậy. Thì đây là một cái lời mà Huy muốn gửi lại cho Jun. Cảm ơn mẹ, cảm ơn má của con là chị Ngọc Lan, cảm ơn má Lan rất nhiều. Không, thật ra đối với Jun nhá, đây là lần đầu tiên Jun làm việc với chị Lan. Trước đó là Jun cũng hơi nghi ngờ. Nghi ngờ không phải là lực diễn của chị đâu, tại vì chị thì quá nổi tiếng và quá giỏi rồi. Nhưng mà nghi ngờ là chị còn trẻ quá. Jun thì thực ra cũng 34 rồi. Còn chị Lan thì cũng chứ hơn mình có khoảng 4 tuổi thôi chứ nhiêu đâu. Yeah. Sao đóng vai mẹ con được? Sao mà hỏi chị Hoàng Anh thì Hoàng Anh nói là yên tâm, sẽ hóa chẳng già được. Sao mà già được ta? Nhưng mà khi mà vô á, tôi không biết làm sao mà khi mà đóng, những lúc mà đóng những cảnh mẹ con với chị Lan á, tôi rất là thấy được năng lượng của hai bên truyền được cho nhau rất là nhiều. Tôi nghĩ chị Lan chính là cái mấu chốt mà cho tôi bám được cái vai Đông Quân. Một phần là tại vì Jun thấy Đông Quân rất là cô đơn. Nhưng từ đầu thì nó nói rồi đó, Đông Quân không có bạn. Ngay cả người bạn mà nó tưởng là bạn cũng không phải bạn nó. Yeah. Và ngay cả anh Trương Thế Vinh là đàn em, thực ra cũng là công an chìm. Nói chung tất cả những người xung quanh Đông Quân đến với Đông Quân là bởi vì tiền, bởi vì một cái quyền lợi nào đó thôi. Chỉ có mẹ là cái người mà thương nó nhất, ở tù giùm nó, làm mọi chuyện vì nó, mặc dù là dạy nó hư thiệt. Nhưng mà rõ ràng đúng là cái cỡ nào vẫn không ăn thịt con và hy sinh rất là nhiều. Và chị Lan đã cho tôi thấy được cái điều đó. Ở những cái cảnh sau này mọi người sẽ thấy nữa, nhiều lắm. Chứ hiện tại là hai mẹ con cũng chưa có nhiều cảnh đâu. Yeah. Nhưng mà khi mà bạn này vô nè, bạn Hải Đường vô nhà nè, chắc chắn sẽ làm xáo trộn mọi thứ để khi Đông Quân biết được mẹ mình cũng là một người cũng không có tốt gì, cũng hại với mọi người đó. Thì bạn này còn dằn xé nội tâm nhiều hơn nữa, nhưng mà vẫn rất thương mẹ. Và chị Ngọc Lan đã làm cho Jun khi mà đóng chung á, những cái cảnh mà hai chị em làm á, tăng cái cảm xúc lên rất là nhiều nhờ ánh mắt của chị. Ngân nghĩ là gì nè, không phải riêng chị Lan đâu mà cả chị Trang nè, anh Huỳnh Đông nè đều quá trẻ so với cái nhân vật của mình. Nhưng mà vì cái lực diễn của mọi người á, nó khiến cho khán giả tin là cái nhân vật đó là như vậy, nên mọi người sẽ bị xóa nhò giữa những cái lằn ranh của tuổi tác, và người ta chỉ tin và nhìn thấy cái nhân vật đó thôi. Một phần chị Trang là tại vì vợ hai thì cũng không có cần thiết là phải quá trên lệch tuổi. Nhiều khi ông cha mình ông mê gái, ông mê với đứa con của chị Trang cũng rất là trẻ, vô tình á, bạn Hiếu lại là một cái người con nét hao hao giống Trang, nên là khán giả người ta tin. Nhưng mà chị Trang lúc đó là cũng hóa trang cũng rất là sắc, khác với giờ nha, giờ hơi bị tim nha. Chứ mà ở trong đó chị rất là sắc, nhưng mà thật ra chị Trang cũng là vợ hai, mà vợ hai thì ba mình mà thích cái trẻ thì rất là chuyện bình thường. Còn sợ nhất là chị Lan mà ngang tuổi với anh á, lúc đó anh rất là lo mà. Nhưng mà anh Đông sao, anh Long cũng trẻ vậy, anh Long hơn anh có 1-2 tuổi vậy. Thì lúc mà lần đầu tiên nhớ không, lại hồi khoe tuổi vậy. Đừng có khoe tuổi. Nhưng mà lần đầu tiên á gặp chị Hoàng Anh với lại anh, chị chọn đúng nhân vật. Đúng, lần đầu tiên mà tôi gặp anh Đông với lại chị Lan là gặp nhận ba nhận má đó, là gặp với chị Hoàng Anh nữa. Lần đầu tiên ba anh em gặp nhau là gặp với chị Lan, anh Đông và Chun. Ủa mày là con khác quá kiểu vậy. Ủa anh là ba em sao? Phim trước mình vừa mới đóng vai anh trai với lại em rể mà kiểu vậy. Nhưng mà không, dĩ nhiên cái thần thái của anh Đông nó cũng tạo được cái sự trầm lắng của một người đàn ông có quyền lực, nó cũng rất là rất hay. Cái mình thích là cái chỗ đó, tại vì giống như mình nói với Jun là hóa trang cho nó giả, là mình nói kiểu động viên với mình thôi, chứ thật ra là phim ảnh bây giờ mình không thể nào mà hóa trang nó bị lộ liễu giống như vậy được. Cái là giống như là Ngân nói là cái do cái mọi người thần thái, cái tin đó, cái lực diễn của mọi người, xong rồi chú nói là Jun cũng tin đó là mẹ của Jun, mà bạn Lan cũng tin đó là
Chun là con của mình, thành ra khi họ diễn họ chỉ biết là không phải Chun với Ngọc Lan nữa, là hai má con bà Dung với Đông Quân, họ diễn theo đúng cái nhân vật đó thì mọi người sẽ cảm thấy rất tự nhiên. Mà khi mà bản thân mọi người cũng tin vào cái vai diễn của mình đó, thì khán giả họ cũng sẽ tin vào chuyện đó. Rất là vui là thời điểm đó là Chun với chị Lan cũng tâm sự rất là nhiều về gia đình của nhau nữa chứ. Nhưng nó cũng chính vì điều đó mà Chun hiểu được gia đình của chị Lan như thế nào, chị Lan đang nuôi con thế nào, và cũng biết là Chun cũng không còn mẹ. Nên Chun nghĩ là cái đó cũng là những cái lúc mà lắng động, mà khi mà tối tối mọi người đâu lo quay những người khác thì Chun như hai mẹ con cũng nói hai chị em cũng ngồi tâm sự với nhau để mà hiểu hơn, để mà kết nối nhiều hơn, để mà thân hơn. Chứ thực ra trước đó Chun với chị Lan chưa gặp nhau bao giờ luôn, chưa gặp nhau bao giờ. Dạ, đó là cái cách mà các diễn viên của bộ phim làm việc cùng với nhau. Mọi người thấy là giống như chị Hoàng Anh nói đúng, là có thể là mình định Trang để chỉ quyết định 50% về nhân vật của mình thôi. Đúng rồi. Còn cái nội dung còn lại vẫn phải thuộc vào cái lực diễn của mình, cái tâm lý của mình nữa thì mới tạo được cái nhân vật đó hoàn chỉnh nhất có thể.